Chào mừng bạn đến với Top Sao Hoa, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao Hoa ngữ, và ngay sau đây sẽ là những tin tức thú vị có trong ngày. Màn ảnh Hoa ngữ có rất nhiều nhân vật sở hữu ngoại hình xinh xắn thơ ngây nhưng lại bị khán giả căm ghét vì chuyên chen chân vào mối quan hệ tình cảm của người khác. Họ thường bị gọi chung là trà xanh hay em gái trà xanh. Có thể nói thì kẻ thứ ba đã khiến người ta ghét cay ghét đắng, thì những em gái trà xanh này còn khiến người ta ứa gan bởi những chiêu trò diễn kịch lừa tình. Thứ nhất, vai diễn Lăng Linh trong Nửa đời trước của tôi. Là một trong những nhân vật của bộ phim Nửa đời trước của tôi, Lăng Linh đã thành công khiến khán giả chẳng thể nào ưa nổi. Lăng Linh vốn là người mẹ có nhan sắc bình bình nhưng lại là một kẻ khéo léo biết lùi một bước để tiến ba bước. Trong mắt đàn ông, cô ta trở thành một người phụ nữ cam chịu hiểu chuyện, do đó Trần Tuấn Sinh mới ngày càng say đắm. Có thể nói Lăng Linh chính là một kẻ tâm cơ điển hình, khi chỉ bằng những chiêu trò lừa tình của mình đã thành công giật được chồng người khác. Thứ hai, Tố Cẩm trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Với tình yêu phải trải qua muôn vàn kiếp nạn của Dạ Hòa và Bạch Thiện thì Tố Cẩm là một trong những tác nhân khiến gia đình họ phân ly. Vốn là một cô nhi được thiên quân ưu ái phong làm công chúa giữ lại trong cung, nhưng Tố Cẩm lại đem lòng yêu mến Dạ Hòa thái tử. Dạ Hòa chỉ coi cô là cô chứ không hề có tình cảm, nhưng Tố Cẩm vẫn kiên trì với mối tình đơn phương không hồi kết này. Tuy nhiên sau khi cô ta biết Dạ Hòa lấy Tố, một người trần mắt thịt, cô ta đã lập mưu lấy đi đôi mắt của Tố và hại nàng phải nhảy xuống Chu Tiên Đài. Thứ ba, Lục Như Bình trong Tân Dòng Sông Ly Biệt. Có lẽ Lục Như Bình trong Tân Dòng Sông Ly Biệt là một nhân vật gây nhiều tranh cãi nhất. Có vẻ ngoài lương thiện, luôn giúp đỡ mọi người và xuất hiện đúng thời điểm để hóa giải những bất đồng xung quanh. Đối với một tình yêu dành cho anh chàng Thư Hoàn cũng không cưỡng cầu, chỉ âm thầm chờ đợi. Tuy nhiên nhiều khán giả lại cho rằng bản tính em gái trà xanh của Lục Như Bình quả không tầm thường. Cô luôn vô tình mà như cố ý tạo sự chênh lệch giữa tiểu thư Như Bình với cuộc sống của Y Bình. Bên cạnh đó là cách yêu của Như Bình đối với Thư Hoàn. Đó là một tình yêu cam chịu cạnh bên chẳng đòi hỏi gì. Càng như vậy càng khiến Thư Hoàn nảy sinh cảm giác áy náy, dần yêu thương cô nhiều hơn. Điều khó chịu nhất là việc Như Bình coi Đỗ Phi là chiếc lốp dự phòng. Mặc dù chẳng yêu thương gì nhưng vẫn muốn người ta phải coi mình là trung tâm. Thứ tư, Chi Họa trong Hoàn Châu Cách Cách. Thời thơ ấu bên cạnh Dung Mama thì nhân vật mà ai cũng ghét trong Hoàn Châu Cách Cách đó chính là Chi Họa, tiểu tam xen ngang vào chuyện tình cảm của Tiểu Yến Tử và Ngũ A Ca. Diện mạo như hoa như ngọc lại cầm kỳ thi họa tinh thông, nhưng nàng ta luôn bị khán giả tẩy chay vì sự mưu mô quỷ quyệt. Không chỉ liên kết với Thái Hậu ép Vĩnh Kỳ phải lấy mình, nàng ta còn chẳng ngại sử dụng con đẻ để tính kế tranh sủng trốn hậu cung. Có thể thấy một bụng đầy rẫy những thủ đoạn đằng sau vẻ mặt xinh đẹp của Chi Họa. Thứ năm, Đường Lâm trong Mẹ Hổ Bố Mèo. Học vấn cao, nhan sắc xinh đẹp nhưng Đường Lâm trong Mẹ Hổ Bố Mèo lại chân chính, là đối tượng khiến khán giả màn ảnh ghét bỏ. Chuyện cũ đã qua nhưng cô ta vẫn cố chấp kiên trì theo đuổi La Tố, mối tình đầu đã có một gia đình yên ấm. Là một chuyên gia về giáo dục quốc tế, cô ta lợi dụng nghề nghiệp của mình để từng bước đi vào cuộc sống của gia đình Tất Thắng Nam và La Tố. Thậm chí cô ta còn thành công khiến Xuyến Xuyến, con gái của La Tố gọi mình làm mẹ nuôi, khiến Tất Thắng Nam đau lòng không thôi. Thứ 6, Nhĩ Tình trong Diên Hy Công Lược. Không thể phủ nhận nhan sắc băng thanh ngọc khiết động lòng người của Nhĩ Tình trong Diên Hy Công Lược, nhưng nhan sắc mỹ miều lại tỷ lệ thuận với những thủ đoạn âm ngoan của cô ta. Mặc dù biết Ngụy Anh Lạc thích Phú Sát Phó Hằng, nhưng Nhĩ Tình lại tìm mọi cách để có được anh chàng. Chưa hết, cô ta còn phản bội chính ân nhân đời mình là Phú Sát Hoàng Hậu để câu dẫn Hoàng Thượng, từng bước đạt được mục đích. Sau khi kết hôn, biết Phó Hằng vẫn một lòng với anh Lạc, cô ta nảy sinh lòng thù hận ngoại tình và có con với kẻ khác để trả thù. Thứ 7, Lâm Hữu Hữu trong 30 Chưa Phải Là Hết. Trong phim 30 Chưa Phải Là Hết thì Lâm Hữu Hữu chính là điển hình của một em gái trà xanh mới tốt nghiệp đại học và có ý muốn đổi đời. Tình cờ gặp chồng của Cố Giai là Hứa Huyễn Sơn khi làm chung một dự án công viên giải trí. Cô ta đã lợi dụng gần gũi tấn công ông ta, dù biết đã có gia đình, tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn thể hiện tình cảm, không ngại từ chức để chuyển đến Thượng Hải hay giả vờ uống say để cùng qua đêm là những chiêu trò của Lâm Hữu Hữu dùng để thành công câu được rùa vàng Hứa Huyễn Sơn. Trên đây chỉ là các nhân vật trong những bộ phim nổi đình nổi đám của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên cũng chính vì việc nhập vai em gái trà xanh quá đạt, những nữ diễn viên đã thành công bị khán giả ghét, thậm chí nhiều người còn bị làm phiền cả trong cuộc sống đời thường. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sao Hoa và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.